ở nhà này hả? Con là bà con hay sao? Dạ không phải đâu cô, con sống với gia đình rồi giúp việc cho nhà này thôi à. À, con là người giúp việc hả? Nếu mà ở nhà to bự như vậy nè, đẹp như vậy nè, chắc trả lương như đây một tháng hả con? Dạ không cô, con nhận được tới 4 lần. Trời, 40 triệu một tháng, con sướng nha. Dạ, à không, có 4 triệu rồi cô. 4 triệu? Dạ, cô hiểu lầm rồi. Trời, nhà này á nha, trả 10 triệu là ít lắm rồi đó. Nhà to bự như vậy nè, phải 2-3 người làm mới được. Chứ một người mà trả 4 triệu, trời, keo quá đi. Dạ không phải đâu cô, con còn sống chung với em gái nữa mà. Nhà này còn cho con chỗ ăn, chỗ ngủ nữa. Con thấy vậy là tốt lắm rồi. Với lại, lần đầu tiên con làm việc nên chưa có quen. À, thôi, cô đi chợ nha. Dạ. Ủa tiền gì em? Tiền này á, là tiền lương của con Tâm Ý. Còn cái tiền này á, là tiền mừng đám cưới của con dì Hai. Con dì Hai ở Đồng Nai hả? Ừ. Anh, đi 10 triệu có ít quá không vậy? Dù gì cũng là người nhà với nhau, phải giúp đỡ qua lại. Nhưng mà sắp tới á, là tiệc mừng thọ của ba, nhà mình phải tốn tiền chi nhiều thứ nữa. Anh thấy đi nhiêu đó là được rồi. Mẹ ơi! Ôi! Mẹ nghe rồi! Anh, ngày mai đi có chú nữa, anh nhớ cầm bao thơ này đưa cho chú giùm em nha. Mẹ ơi! Biết rồi, ra liền. Đừng có ờn suông nữa, cất giùm em đi thôi lộn đó. Biết rồi mà. Ra liền. Biết tìm ai làm phiên dịch vợ ta. Tâm Ý ơi, chị về nha. Mới ăn xong, giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Ừ. Lâm Chi ơi, cái này ngon lắm á, mày ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Đúng, ăn, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à, dán nó không ăn mày đút ra ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị, ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhé. Mày biết đúng không? Mày ăn cái tao hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta rồi. Nè, con ăn cái gì vậy? Con đi sao? Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Tâm Ý ra đây với cô. Dạ. Tiền lương tháng này của con nè. Dạ, con cảm ơn cô. Cô thấy con học việc cũng khá nhanh. Tháng này cô có thưởng thêm lương cho con đó. Dạ. Nè, cô sẽ tiếp tục theo dõi con làm việc như thế nào nha. Nếu mà muốn cô tăng thêm lương á, thì con phải ráng làm việc chăm chỉ đó. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Ừ. Không biết tháng này cô cho chị em mình nhiêu ha? Chị được 100 đó chị. 100 thì ít quá à. Chị nghĩ là 500 á. 500 là số tiền quá lớn rồi. Sao, bao nhiêu chị? Bao nhiêu? Ủa? Sao nhiều tờ 500 quá vậy? Bao nhiêu? Để chị đếm lại. Sao? Bao nhiêu chị? Cái này tới 20 tờ 500 lần đó Tâm Anh. Hả? Là 10 triệu lần đó. 10 triệu rồi hả chị? Ừ. Vậy là nhiều lắm. Cô, hai đứa có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì đâu cô. Dạ, không có gì cô. Khuya rồi, nhỏ nhỏ cho mọi người ngủ. Dạ, con sẽ đợi cô. Hai đứa cũng đi ngủ sớm nha. Dạ. Chị ơi, giờ mình có 10 triệu rồi, mình sẽ mau giàu và sẽ mau được gặp ba nữa. Cứ như vậy á, thì một tháng nữa mình sẽ được gặp ba sớm thôi. Mà sao tự nhiên cô cho chị em mình nhiều dữ vậy ta? Trời,
Nhà này á nha, trả 10 triệu là ít lắm rồi đó. Nhà to bự như vậy nè, phải 2-3 người làm mới được. Chứ một người mà trả 4 triệu, trời keo quá đi. Chắc là tại chị làm việc tốt chứ chăm chỉ cho nên cô mới thưởng nhiều vậy đó. Chị ơi, vậy là mình sắp được gặp ba rồi đúng không chị? Ừ, nếu giàu hơn á thì mình có thể sống với ba rồi. Thích không? Dạ, em thích lắm. Hồn luôn á, hỏi thăm mà sao mà to thế? Dạ, to lắm hả ông? Ừ. Tụi con xin lỗi ông nhiều nha. Dạ, ông ngủ có ngon không ông? Mới sáng sớm mà thấy hai đứa tràn đầy sức sống ha. Dạ. Thôi ông đi làm nha. Dạ. Chúc ông đi làm thật vui vẻ. Ờ. Dạ. Coi con chào cô chú. Cô chú ngủ có bữa nay tụi nó bị gì vậy? Bị gì đâu, anh thấy vui mà. Cô chú cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Rồi cô chú đi làm đi. Dạ. Chúc hai đứa một ngày tốt lành. Con cảm ơn cô. Tụi con chúc cô chú một ngày thật hạnh phúc. Nè, thôi dạ. Tâm Anh đi học đi. Dạ. À, em chúc chị một ngày làm việc thật vui vẻ. Bye bye nha. Ừ. Tâm Anh đi học được điểm cao nha. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Sáng thức giấc thì sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại nụ cười em đã sao mình yêu rất yêu. Em thơ ngây biết bao trời đang mê say giấc môi em hồng. Vui mai say gợi. Con. Lần đầu tiên tôi nghe chị hát á. Ờ, tôi đâu có hát đâu. Ủa, tôi mới nghe mà ta. À, chắc là cậu nghe nhầm rồi đó. Ờ, chắc là tôi nghe nhầm. À mà chị ơi. Hả? Chị hát hay lắm á nha. Dạ. Ê, nhìn Tâm Anh kìa. Chào các bạn. Chào các bạn nè mày. Chào các bạn nha, mình đi vô học đây. Nhỏ này hôm nay nó bị sao à? Bị điên rồi hả? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau tình yêu sao giờ vậy? Chú có chuyện gì vui hả? Dạ đâu có đâu. Từ đó tới giờ chú thấy con vui như vậy đó nha. Dạ không có gì đâu chú. Nhìn lạ lắm á. Nè, TV của tao ai cho mày xem á mày? Mình đang phơi túi thần kỳ cho khu. Biết tôi rồi, mở đây làm gì mày cười quậy trời. Có thân không mà cười? Hai có không đúng vậy, hai cái túi này thì biết thông nhau lên trong này. Ví dụ nha, nếu như mình bỏ cái ghế này vào trong túi này mình có thể lấy nó ra bằng cái túi này. Túi thần kỳ nó luôn được bảo quản sạch sẽ cho nên mình phải cần. Trời trời, nhỏ này hôm nay ăn chúng gì mà cười quậy trời. Chà, nhìn mấy con cua này tươi thiệt ta. Nhìn cũng chắc nữa. Nè Tâm Ý. Dạ. Sao hôm nay cô nhìn thấy con có vẻ sức sống quá vậy? Có chuyện gì vui hả con? Dạ không có. Tại tháng này con thấy cô cho con tiền lương nhiều hơn, cho nên là con... Cái gì? Có nhiều đó mà nhiều gì chứ. So với cái số tiền mà cô trả cho người giúp việc lần trước á thì không có đáng là bao nhiêu đâu. Dạ nhưng mà đối với con thực sự là số tiền nó lớn lắm đó cô. Nếu vậy thì con ráng làm việc cho tốt nha. Dạ. Đem này cất tủ đông giùm cô. Dạ. Cô ơi, xin lỗi mà chị phải nấu em rồi. Sao?
Dì hai không được vui hả? Ủa sao kỳ vậy? Em đã có bỏ bao thơ đàng hoàng rồi mà. 10 triệu mà. Cái gì? Ở trong bao thơ chỉ có 4 triệu rưỡi hả? Đâu có. Chết rồi. Trời ơi. Chết rồi, em lộn bao thơ giữa Tâm Ý với lại dì hai rồi. Thiệt tình á. Vậy thôi nha. Tâm Ý ơi, con xuống đây, con đang nghe nè. Dạ, con xuống liền. Con cũng thiệt tình á. Thấy trong bao thơ nhiều tiền mà không thắc mắc hả? Con không nghĩ là mình bị nhầm lẫn hay sao? Dạ không, con cứ nghĩ là cô cho con thêm nhiều hơn tháng trước chứ. Cô có cho nhiều đâu, cô có cho thì cũng cho ít thôi chứ. Dạ, con xin lỗi cô. Con không cần phải xin lỗi cô. Thật ra là do cô nhầm lẫn, cô phải xin lỗi con mới đúng á. Dạ, không phải đâu cô, tại con suy nghĩ nông cạn quá. Tự nhiên cô thấy áy náy quá à. Đưa tiền cho con xong rồi bây giờ đòi lại. Thông cảm giúp cho cô nha. Dạ, không sao đâu cô. Thiệt ra cô cũng cho con thêm 500 ngàn nhiều hơn mấy tháng trước rồi đó. Dạ, con cảm ơn cô. Thôi con chào cô, con lên nha cô. Chị ơi, vì là chúng ta không thể vào được và cũng không thể gặp ba được đúng không chị? Thôi, chị đi làm đây. Có buồn nữa. Dù gì thì cô cũng đã cho hai chị em mình thêm 500 nữa rồi. Ngủ đi chị. Ngày mai rồi trời cũng sẽ đẹp mà. Chuyện của mình bỏ quên.